Slenderman thân tiên cưới cậu công sắc ế. Này, thần thiên nhãn đâu? Mau ra đây cho tao biết kẻ đâu. Đã, tôi có mặt đây này. Dạ, thưa ngài, là một tên quái vật vô định hình. Hắn đã đúng trứng con rồng của ngài rồi. Hả? Người nói cái gì? Con rồng kéo xe cho ta mà hắn cũng dám đúng đó à? Dạ, bẩm thượng đá, đúng rồi à. Xin thượng đá ra lệnh trừng trị hắn đi. Được rồi, hắn làm ta tức giận lên rồi. Bây giờ ta sẽ nghiền nát không như tường. Phải thật tình vậy nào. Lũ ti tan của ta, ta cần đến các bơi rồi. Vâng, tôi thượng đế, ngay cho gọi chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nghiền nát tất cả. Lệnh đệ được ra ngoài rồi, sảng khoái quá à. Thượng đệ, ngài gọi tôi đến để làm gì? Quy luật của tam giới. Tuy nhiên, có một tên quái vật ngoài hành tinh đã trên trái đất và nuốt chửng con rồng yêu quý của ta. Hắn đã xúc phạm tới thần tiên. Các người hãy dẫm nát hắn cho ta. Tăng lại ngài đệ. Sao? Bây giờ ta nói ngươi có từ bỏ ăn thịt người hay không? Không, không bao giờ. Slenderman tao đi. Dù có tai xương đã lấy thì nó cho mày tên xương nát thịt luôn. Mày có bỏ ăn thịt trẻ con hay không? Để trồng ác, trồng bám xỉu. Vậy thì tao sẽ nhốt mày ở đây mãi mãi. Ngày nào cũng hành hạ mày, cho mày từ bỏ ý định đó đi. Tiếng gì vậy? Tiếng gì mà gầm lớn quá vậy? Là khủng long hả? Không thể nào, bây giờ là thời hiện đại mà. Mình phải đi xem mới được. Hiện tại khổng lồ kia đang xâm phạm vào thế giới của con người. Các người hãy cút ra khỏi đây đây. Lũ ngu ngốc các người. Bọn ta đã tới rồi. Bọn ta là thần tiên đến từ thiên đình, xuống đây để trừng phạt một kẻ. Không quái vật các người mà là thần tiên cái gì? Hãy cút khỏi trái đất đi. Nói nhiều với bọn con người là làm gì? Giết hết chúng luôn đây. Toàn bộ lực lượng cảnh sát sử dụng vũ trang tiêu diệt lũ khổng lồ. Vậy thì đừng có trách ta, lại tàn sát đủ con người các ngươi. Cứu người ta, nó không lừa giết người. Chạy đi bà con ơi. Gì vậy? Sao bọn khổng lồ này lại xuất hiện ở đây? Bọn chúng là ai vậy? Không được, mình không để bọn chúng tàn phá thành phố được. Mình phải sử dụng sức mạnh của tên Slenderman để ngăn chặn bọn khổng lồ này. Giết hết lũ con người này luôn đi, bọn chúng làm ta đau quá. Mời chúng ta quậy phá cho đã đi, rồi từ từ tìm tới khốn đó. Hắn kìa. Bọn chúng thấy mình, bọn chúng biết mình. Chẳng lẽ bọn chúng tới đây là vì mình? Chuyện gì vậy ta? Thật khôn đó, nó đâu rồi? Nó trốn đâu mất tiêu rồi? Nó đang đây nè, nó đang tấn công tao. Thằng khốn kia, mày dám đúng những con rồng có thượng đế? Bây giờ thượng đế giận dữ, bọn tao thay mặt cho thượng đế đến để giận dữ mày. Tìm ra bọn chúng là người của thần tiên. Vậy được, ta sẽ ăn thịt luôn các người. Chết tiệt,
Mày làm tao nóng giận rồi đó. Thế mày có thể ăn thịt bọn tao hay sao? Nhai con. Gì vậy? Em bọn chúng mạnh quá à. Không được rồi, không được rồi. Mày chạy đi đâu chứ? Không thể nào thoát khỏi bọn tao đâu. Bọn tao sẽ dập nát mày. Bọn chúng mạnh quá. Phải làm sao đây? Yeah! Bóng tối hấp thụ. Đang giỡn mà. Ông nhìn ta khám đây. Không, tới đây nè. Hắn giờ sức mạnh của rồng thần nên mới ra như vậy. Chúng ta cần phải kết thúc hắn lẹ đi. Không xong rồi, không xong rồi. Mình phải chuồn, chuồn ta, chuồn ta. Đứng lại. Khổng kiếm, bọn đuổi theo hắn. Bọn chúng đuổi theo, bọn chúng đuổi theo. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Trời ơi, người của mình nhức quá. Tay chân của mình muốn gãy hết luôn. Bọn chúng mạnh quá. Hắn bị thương rồi sao? Cơ hội của mình tới rồi. Đến lúc mình phải lấy lại sức mạnh rồi. Quay trở về nào, quay trở về nào, sức mạnh của ta. Tuyệt vời quá. Một diện mạo mới, một khuôn mặt mới, vô cùng đẹp trai và mạnh toán. Slenderman.me. Cuối cùng ta cũng nếm được mùi sức mạnh mới. Thật nhọc khốn kiếp này, tao sẽ ăn nát đầu mày. Cái gì đây? Là những con quái vật mới à? Chúng hung dữ đây. Được, tao sẽ ra nuốt những con quái vật đó. Sao vào tao sẽ ăn luôn cái thằng nhóc xinh mất dậy này. Những tên khổng lồ. Lần này sẽ giúp ta gia tăng công lực. Đây, những tên khổng lồ ngu ngốc. Ăn đi nè, đừng la nữa. Thật khó. Người đổi trang phục khác à. Nhưng mà người không thoát đâu. Lần này bọn ta sẽ đập nát ơi. Người nghĩ bọn khổng lồ các người có thể làm gì ta? Vốn dĩ ta đã rất mạnh rồi. Bây giờ ta ở trạng thái chăm e nữa. Kẻ nào có thể chống lại ta? Các người khôn hồn, để cho ta nuốt vào bụng đi. Trời ơi là trời. Cái tên này hắn ảo tưởng ghê luôn á. Hắn nghĩ hắn có thể đánh tao với mày kìa. Còn đợi nuốt chẳng hai đứa mình nữa chứ. Hay thiệt là ít ngồi đấy. Ê, mày có biết bọn tao là những titan của thượng đế tối cao hay không? Là thần tiên hay sao? Được, vậy ta sẽ ăn thịt thần tiên thử cái coi. Thần tiên mà ngươi cũng dám ăn à? Kẻ đâu? Đó là thượng đế, ngài ấy đã xuống đây. Ngươi, kẻ đã nuốt chửng con rồng của ta. Ta còn ăn luôn các người đó, ở đó một con rồng của các người. Chuẩn bị tâm lý đi. Tanh đằng kia, người không biết người đứng trước mặt người là ai hả? Đó là thượng đế tối cao đó. Hả? Là thượng đế hả? Ồ, sợ rụng chân rồi đúng không? Người đã ăn thịt ta mà. Chỉ biết nhờ, người ăn nổi thiên lôi của ta hay không? Không, thưa ngài, thưa ngài, tôi biết lỗi rồi, đừng trước mặt. Xuống, chậm chậm nhận ta.